Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Quốc Tạo, cư sĩ Quốc Tạo cùng cư sĩ Bót xin mến chào toàn thể quý bà con, cô bác trong nước và ngoài nước kính mến. Và kính chúc cho quý vị một ngày thật là an lạc. Dạ kính thưa quý vị, thì đến hẹn lại lên, Quốc Tạo lại có mặt tại nhà của Vinh Bót để tâm sự đôi điều. Dạ kính thưa Vinh, thì Đức Thầy cũng có cho biết nhiều về bệnh hoạn, chiến tranh, rồi do thú thú dữ, ông Năm Chèo vân vân cũng rất là nhiều. Nhưng mà có một chỗ thầy nói là Đến sao việc đến việc sơn băng kiệt thủy, khùng thảm thương bá tánh quá chừng. Dạ kính thưa anh, thì em xin hỏi hai câu thôi, thì lúc sau này là chừng nào mình sẽ còn tới cái sơn băng kiệt thủy, thì xin anh diễn giải cho. Nam mô A Di Đà Phật. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật và lễ kính Đức Phật, Đức Thầy và kính thưa toàn thể chư quý vị và Quốc Tạo kính mến. Thì được biết hôm nay cũng có nhân viên lành Quốc Tạo cũng hỏi hai câu giảng sao đến việc sơn băng kiệt thủy khùng thảm thương bá tánh quá chừng. Và bài này trong cái kệ văn, tức là bài Của kệ người văn của người khùng. dạ Thì Đức Thầy chúng ta cũng cho biết đó, thì nói chung ra thì lời nói đầu tiên thì không có gì để cầu chúc cho quý vị được sức khỏe và cố gắng nghe những cái nguồn suối pháp mà Đức Phật, Đức Thầy chúng ta cũng có viết ra để chúng ta nghe đó rồi chúng ta có cái sự giác ngộ tu hành. Như Đức Thầy cũng cho biết là Phật từ bi độ trong nhân vật là lực kinh dạy rất tinh tường, nếu chẳng nghe hồn vướng tai ương, chừng ấy mới kêu mời khó rước. Thì hôm nay chúng ta cũng được cái nhân viên hội ngộ chia sẻ qua hai câu giảng là sao đến việc sơn băng kiệt thủy. Thì nãy qua trình bày thì đệ tạo cũng hỏi trong cái sự sơn băng, rồi nào là thú, rồi nào là chiến tranh, nào là giặc giả gì đó vân vân. Thì để chia sẻ cùng quý vị hai câu giảng này. Thì đây là nói chung ra là sao đến việc sơn băng kiệt thủy, sao đến việc tức là sau này đó, là đến cái việc mà cái việc gì đây. Đây nè quý vị ơi, nói cho quý vị nghe nghe, thầy đã cho biết trước đó là nhiều năm nay rồi. Nói chung ra là sau này là có cái cảnh là nước, bởi vì là có chỗ thì thầy nói là nước lửa đến chân ôi khó nhảy đó, co giò phóng giết lọt ngoài sâu. Đó, như vậy là nói về cái sau này đó là cái việc biến chuyển thiên cơ rất gấp đó. Đó, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Như vậy thì chúng ta thấy cái cảnh khổ mà nó tới rồi đó mà mình không chịu tu là uổng cái kiếp này lắm. Bởi vì á là thầy nói sao đến việc rồi sơn băng kiệt thủy. Sơn băng đây là gì? Sơn á là núi, băng là cái núi đó là nó đóng băng nghe quý vị. Nhưng mà sau này đó ha, là nó còn á, là tới á, là khi mà á, là việc mà á, là nào là nóng lửa bức lên rồi bắt đầu á, là nó chảy băng ra, lúc đó là băng thì nó đóng vô ra thành núi rồi, rồi á, là kiệt thủy là nước không còn nữa, là nó nước mà nó đóng thành băng luôn rồi làm sao mình uống. Thì đây là nói chung ra á, là cái cảnh mà nước lửa rồi á, là sơn băng kiệt thủy luôn, kiệt thủy là nước không có còn nữa. À, như vậy là lúc đó là mình mới thấy là mình mới biết là cái chết nó kế bên. Nó như vậy thầy cho biết nha, nói cái vụ sơn băng thôi. Rồi mình nói thêm nữa, cái nữa là gì, thầy cũng cho biết cái cảnh khổ hiện bây giờ đó quý vị nè. Quý vị thấy bên Nhật không? Trước mắt là nó có đó, sóng thần nè. Mà thầy cho biết để đến việc phong ba biến chuyển, cảnh hồng trần tờ biển mênh mông mới là sợ chết ước mong, mà không ai cứu bởi lòng ác gian. Như vậy là cái cảnh sơn băng kiệt thủy này đấy ha, thì tới chừng đó mình không tu kiệt thủy rồi mình nói tới cái vụ mà sóng thần nữa. Tại hồi nãy đệ tạo có hỏi qua là những cái cảnh khổ đó, sau này như vậy đó, thì đây là thầy gom chung cho mình biết thấy cái cảnh khổ nó vậy đó, rồi kiệt thủy, rồi bây giờ đó, thầy nói chỗ này nữa nè, là mình không chịu tu đấy ha, thì thầy nói là dòm lừng trời lửa cháy liên miên luôn, tiêu điều sản vật điềm duyên mà thần thông biến hóa dưới miền trung ương. Bây giờ mình đang sống ở cõi trung ương này nè,
mình đang sống ở trong vùng là chính giữa của Trung ương Nam Việt đó, là thầy mới nhắc chỗ cái câu là nước Nam Việt nhằm cõi Trung ương đó, sao sẽ có Phật tiên tại thế, vì mình được gặp Phật ra đời là một cái điều là quý nè. Hiện bây giờ đó là gặp được ai quý vị? Giáo lý của Đức Phật, Đức Thầy chúng ta là Đức Thầy chúng ta lâm phàm xuống đây là giao vào năm 1939 đó. Thầy mới nói chỗ này nè quý vị. Ngài dân chỉ đáo lai chẳng thế cõi Trung ương nhằm đất nước Việt Nam, chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm mượn tay gã tờ qua thằng hạ bút. Nói tới đây là mình nói qua cái vụ Sơn Băng Kiệt Thủy thùng bắt đầu tới nè, khùng thảm thương bá tánh quá chừng. Khùng là ai? Thầy mình đã nhắc đó quý vị. Vì vậy thầy đã cho biết là xưa nay không có mấy khi Dương Trần có Phật, vậy thì xuống đây vì lòng từ bi ngài mới lâm phàm độ thế, nên chi nguồn thương vô tận ấy các ngài mới thị hiện ra đời để ban vui cứu khổ cho vạn loài chúng sanh, vì xưa thương sanh chúng mới lưng chuyển kiếp xuống đây nè. Nó như vậy là thầy mới nhắc mình là cái kỳ này mình phải gắng lo tu nha, bởi vì á là thầy đã cho biết đây là cái cõi là nước Việt Nam mình được là có Phật ra đời. Đó, như vậy là thầy đã dục thúc là cờ thế giới ngày nay gần thúc, nên Phật tiên phải xuống hồng trần đó. Chừng lao sao ác thú non tầng thì Nam Quốc lương dân mới biết. Quý vị ơi, cái cảnh lao sao là gì? Nói đây nghe quý vị. Thì thực tế ra đó là nào là chiến tranh, nào là giặc giả, nào là thú dữ, rồi nào là hầm beo Tây Tượng nha. Nói tới lao sao nè, thầy cho biết mèo kêu bá tánh lao sao nha. Đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa lại đá, con dê khắp trong các nước nhiều bề gian lao, rồi khỉ kia cũng bị sáo sào, canh khuya gà gái máu đào mới ngưng. Như vậy là kỳ này mà mình không chịu tu thì rồi tiêu chứ còn gì nữa. Bởi cho nên để là đến nước đến chân mới nhảy đùng ắt phải lọt ngoài sông, chẳng gặp xuồng ghe chẩn mới rầu, làm sao lo liệu tu cho kịp. Lúc đó bập 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 bẹ Nam Mô cũng nhọc cầu, lúc đó niệm đâu có kịp nữa. Bởi cho nên muốn tu mà còn đợi chiều mai, khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư. Mà kỳ này là thầy đã dục thúc cho mình là ăn xá xả tội rồi, nay còn có một lúc hà, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Gặp giảng kinh chẳng cứ làm ngơ, trồng bông kiển thì giống chi hưởng nấy. Đây là nói tới cái vụ mà là chiến tranh giặc giả đó ha, là cái cảnh khổ đó. Còn nói tới cái giai đoạn mà là gọi là hổ lang ghê nữa nha. Mà nói tới đây là vì thầy đã cho biết nè, cái cảnh khổ của là nào là sau này xấu bắt hùm tha, xử người tàn bạo vậy mà tại đây luôn. Tức là thầy đã cho biết cái cảnh khổ nó như vậy đó. Bây giờ là thầy đã dục thúc cho mình nhiều lần rồi, cái cảnh khổ nó sẽ tới đây tới tới hoài. Nội trước mắt là mình thấy trước mắt là gì? Bệnh đau nè. Nội cái đau này là thấy khổ rồi nè. Như vậy thì á là cái cảnh khổ của mình là bây giờ mình gắng cố gắng mình lo tu lúc này nè. Thầy nói nghe, cái cảnh là sau này có việc này nữa nè, là con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nuốt mà người hung. Như vậy thì mình không chịu lo tu nữa, là tới chừng đó là cứ là bị là con nghiệt thú này nó nuốt mình chứ còn ai nữa. Thì hôm nay á, mình gắng cố gắng là lo tu để làm chi, là sau này không có bị cảnh khổ đó. Đây là nói tới đây nha, hồi trước đó là có một thời gian đó là tôi chỉ đi trên cái đòn núi đó là mấy trăm người đó, mà khi mà ngồi trong hội trường ngồi gì đó mà tự nhiên á, có con gít nhỏ thôi, con gít nhỏ thôi mà nguyên cái hội trường á, là cái chàng thanh niên đó bắt con gít lên mà nó kẹp sao mà vũ cái văng qua bên kia, thì nguyên cái hội trường đứng lên hết hết trơn, đứng lên hội trường ai cũng sợ. Con gít nhỏ thôi mà còn sợ đó, mà là quý vị thấy đi, con gít nhỏ mà mình còn sợ, mà sau này con gít nó bay lớn quý vị biết không. Đây nè, tôi không có nói bay lớn mà nội nhiều thôi là quý vị, con gít mà là Đức Thầy đã giới thiệu cho mình biết luôn nè. Cái này là Đức Thầy nói là mình mới nghe, mình mới tin nha. Bởi vì thầy nói ai mà ăn ở ngược xuôi, bị nơi rắn dứt chẳng vui đâu là. Rắn to tên gọi mang xa, trên rừng nó xuống nó thả dương chẳng.
ai mà tu tịnh chuyên cần làm đường ngay thẳng có thần độ cho. Như vậy thì mình gắng lo tu ngay thẳng đi thì có chư thần ra hộ mình nghe. Bởi vì á người tu đó sau này thú ấy nó cúi đầu, người không tu niệm thì ngõ hầu nó ăn nha. Cho nên kỳ này là kỳ dục thúc cho mình tu đó. Bởi vì thầy có nói chỗ này nữa nghe quý vị, nói tới đây đó là thầy nói là lớp đau chết là cái chuyện này là nó có rồi nè. Kể thâu vô số thêm tà ma yêu quái chặt đường đó, chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Như vậy thì thầy đã nói cho cái giai đoạn đó rồi đó. Còn là có chỗ thầy nói là lớp thì ác thú dãy đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi, rồi kẻ hung chừng ấy làm mồi cho bầy ác thú đền bồi tội xưa. Bây giờ còn mãi lọc lừa chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sau này. Bây giờ mình gặp được cái dịp này là Phật ra đời chỉ cho mình đường đi nước bước hết rồi. Ăn chay niệm Phật, cúng lại làm lành, giữ giới là căn bản Phật đã dạy cho mình. Nếu làm vậy đi Phật cứu. Bởi cho nên nè, đua một lòng làm bạo làm sằng, ai mà xét đến năng năng, hoài đầu hướng thiện thì bằng tăng dắt dùm. Trước mình không có tu, sau tu Phật cứu. Trước có tu, sau không tu Phật không cứu. Tại sao vậy? Vì tại vì trước mình có tu mà bây giờ mình bị đời cuốn đi xuôi một nước nè. Ít có ai đi ngược dòng đời lắm. Biết bữa nay sung sướng ăn chơi chứ không biết ngày mai khổ não. Nhớ, bị vô minh làm người khờ khạo mà hồng trần là giả tạo cứ mê. Cõi lạc ban muốn thấy đường về, vô minh ấy phải lo dán mở. Bây giờ mình thấy không? Cái cảnh đời này là có cái gì là thật đâu quý vị. Bởi cho nên thầy mới nói trước là nói thiên cơ, sau là nói tới là nhân quả, sau nói tới vô thường. Mà bây giờ cuối cùng nói tới vô thường mà thiên cơ mà cũng không tu nè, rồi nhân quả cũng chưa chịu tu nữa nè, mà nói tới vô thường cũng chưa chịu tu nữa thì thôi rồi, người này là không có được cái duyên với Phật rồi. Cho nên không hữu duyên thì lời lành khó ngộ. Mình ngộ được rồi là đã có duyên xưa. Nếu quyết tu cho có cầu cưa, nhất định sẽ qua bờ giải thoát. Tin sâu vô cái giáo pháp của Đức Thầy đi. Bởi vì Thầy cho biết nè, cái cảnh nè, nếu mình không tu nha, kẻ tà gian sao bị lửa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ. Nhưng mà nói tới đây là quý vị giới thiệu cho quý vị biết, là Thầy đã giới thiệu cho mình biết luôn nè, là cái cảnh khổ nó tới nè. Hoàng cầu trái đất chuyển xoay, gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn. Ngày nay đạo đức chẳng màng, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua. Biển sông lặn lội hơn thua, tự thân tạo lấy mà mua cái sầu. Bây giờ mình không chịu lo tu là mau lẹ kịp thời đấy, thì tới chừng đó để nước tới chân, rồi lúc đó tu không kịp, rồi lúc đó trời ơi đất hở, mang khổ hình gì bởi không tu đó. Bởi cho nên thầy mới dục thúc cho mình phải gán lo tu. Kỳ này là kỳ là xả tội ăn xá đó, là mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ đi, đến tội rồi mới hối muộn màng. Chi cho bằng ta sớm lo toan, dình giới lực nghe kinh trọng Phật. Đến lâm chung quả lành đâu mắt cõi Tây Phương, chư Phật đợi chờ. Việc tu thân thiện tinh hững hờ, chừng qua đến e cho khó tranh. Kỳ này là mình được là được Phật ra đời là một cái điều là quý báu nghe quý vị. Cho nên gắng cố gắng lo tu kiếp này đi. Bởi vì thầy cho biết chỗ này nè, là mê mang danh lợi cõi hồng trần, có một hội này lập lấy thân có một hội này thôi à, chứ không còn đợi gì nữa. Nếu để trễ chày e chẳng kịp, khuyên ai khuya sớm ráng chiên cặn. Bởi cho nên mình không chịu tu đấy, tới chừng đó là gì, nếu mà để chờ sấm nổ gian thinh đó, lúc đó e bá tánh ăn năn đã muộn rồi. Như vậy thì kỳ này mình phải gắng cố gắng quyết định phải tu cho gấp, chứ không còn đợi chần chờ gì. Trước mắt là mình thấy cái cảnh khổ nó tới rồi đó, mình phải lo tu đi. Bởi vì cái cảnh là sau đến việc sơn băng kiệt thủy, rồi khùng thảm thương bá tánh quá chừng. Tức là bá tánh là chăm họ đó quý vị, là vì thấy chúng sanh còn mê trong biển trầm khổ này nè. Mà thầy là vì lòng từ bi, mà tại sao Phật mà còn thề chỗ này nè quý vị, vì thương sanh chúng mà Phật mới thề. Tại sao nói Phật mà tại còn thề,
thầy nói là vì chúng sanh đang còn trong cái biển khổ lặn hụp, thì ngày giờ nào mà chúng sanh còn khổ thì ta cũng phải khổ vì họ. Cho nên ngài mới thệ nguyện như gì? Là thương trần ta cũng ráng thề, đặng cho bá tánh liệu bề tu thân. Tu hành chẳng được đức ăn thì ta chẳng phải sát thân người đời. Bây giờ thầy thệ vậy, thệ nguyện vậy đó, mình gắng lo tu đi, để là sau này thầy là sẽ cứu mình. Bởi cho nên mình chỉ cần thật tâm hướng thiện hoài đầu, nì nội trong nhất khắc thì được chầu Như Lai. Ví dầu sắp chết ngày mai, bữa nay hối ngộ thì liên đài cũng lên. Mình tin sâu vô đi. Rồi như vậy thì là thầy đã nói rồi, là mình chắc ăn là kỳ này mình con Phật thì Phật dắt, con ma thì ma bắt. Bây giờ mình muốn tu mà mình là muốn về Phật thì mình phải lo tu hiền, làm y như lời Phật. Phật từ thiện cách nào ta phải từ thiện theo cách nấy, Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá văn lời, cần nhất là ở chỗ giữ giới lực hàng ngày. Thì đây là hàng ngày chúng ta làm những cái điều giới lực căn bản của nhà Phật, thì trong 8 điều đang cấm đó, thì chúng ta gắng cố gắng lo là hành đạo. Thì kính thưa quý vị, qua cái hai cái câu giảng là sao đến việc sơn băng kiệt thủy cùng thảm thương bá tánh quá chừng đó. Rồi có câu sau là tại vì hỏi hai câu mình trả lời hai câu ha. Như vậy là nhìn xem chằng nước mắt rưng rưng cảnh áo não, kể sao cho xiết thôi, bây giờ mình gắng lo tu đi, kể không nổi đâu ha. Thì đến đây cũng xin trình bày qua là cái hai câu giảng hôm nay, xin dứt lời. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ nam mô A Di Đà Phật. Dạ thay mặt cho toàn thể quý vị trên cộng đồng mạng, xin cảm ơn Vinh Bót đã có lời chia sẻ qua hai câu giảng của đức thầy. Sao đến việc sơn băng kiệt thủy khùng thảm thương bá tánh quá chừng. Dạ kính thưa quý vị, thì quốc tạo sẽ luận lại, bình lại như thế này. Thì mình hỏi là sau này sẽ có một trận sơn băng kiệt thủy, rồi nào là thú vật, thì đức thầy cũng có nói như là thú thì con xé, con lôi, con dành, con giật, ôi thôi muôn trùng, hay là gắn to tên gọi mãng xà, trên gừng nó xuống nó tha dương trần, hay là chiến tranh thì mai sau nhiều cuộc đắc cài, đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa, hay là dân dân nhiều nữa. Nói về mà sơn băng kiệt thủy đó quý vị, thì thầy còn nói thêm nhiều lắm, giống như là ví dụ như là nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lẫy lừng nặng tay, thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lẳng lơ ngạo biến phe khoang, hay là mặt nước biển lô nhô lặn hợp, chim Dubai cá lại tranh mồi, ngọn thủy chiều nô nước sụt sôi, bầu trái đất một phen luân chuyển. Dạ kính thưa quý vị, thì rất là nhiều nữa, nhưng mà thôi, để tóm ý lại, tóm đề lại, thì mình không có cần đến cái việc sơn băng kiệt thủy đâu quý vị. Mà bây giờ nó đã xảy ra những cái cuộc, những cái dịch bệnh thôi, mình đã điêu đứng rồi, mình đã thấy là nó khổ rồi, là thấy nó muốn mất mạng đến nơi rồi, chứ không có đợi đến sơn băng kiệt thủy đâu. Bởi vậy quý vị nên lúc này còn kịp thì chúng ta nên tu hành, giữ giới, ăn chay, niệm Phật, làm lành, cũng như là anh Bót đã nói, phải tranh thủ liền, chứ đừng để nước đến chân rồi mới nhảy đùng. Vậy thì quốc tạo xin đôi lời cùng với quý vị, mong quý vị quan hỷ bổ chính, sẽ có những clip video hay hơn, có bổ ích hơn cho quý vị. Dạ quốc tạo cùng với Vinh Bót xin tạm biệt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.